Hả? Mới làm gì vậy? Lưu lại. Kính thời cái nắp trên. Hả? Kính thời cái nắp trên, không lấy nắp trên không có xịt ga, lấy nắp trên nó mới xịt nè. Nước này thì nó cũng sạch sẽ, nó không, nói chung là tương đối tốt, không có vấn đề gì cần phải xúc. Còn được phải không? Ừ, sạch. Điều nó lưng bớt rồi phải không? Thấy ít rồi đó. Nó chảy từ từ ra, tại vì trên này nó hồi xuống nữa. Trong két này là riêng. Nó rõ xuống lần lần phải không? Tốt nhất là 20.000, 20.000 cây cái mình xả ra, xả ra mình bỏ cái mình chăm lại cái khác. 20.000 mình cứ làm vậy đó, là hai nước nói hoài. Đúng rồi, định kỳ 20.000 cây vậy đó, sau này cái cát nó sạch, nó không có bị dơ, không bị lắng cặn. Nói chung là 20.000 cây mua lon nước không nhiêu tiền, đâu có mắc mỏ gì đâu, nhưng mà xài thì đâu 20, 21. Nó cuối năm 2010, 2011 mới ra cái đằng khác rồi. Nó bê đầu bò cho bá rồi. Chứ không phải cuối năm 2011 sao? Không, này cuối năm 2011 là sang năm rồi, nó đi tung ra cái mẫu mới nữa. Không, nó ra biết nhiều mẫu rồi lắm. Ừ, tới tính tới bây giờ cũng cỡ 5-6 mẫu rồi. Xăng cơ FI, sau này lên phân khối 125, 150, ô tá lá không biết. Còn này là của nó là 100 phải không? Đó. Cái này 110. Cái này 110. 110. Baga Honda là 110 ăn lên chứ không có 100. Xe số 100. Trong vòng 20.000 thì mình có thể châm thêm. Còn khi quá 20.000 thì mình sẽ xả ra. Ừ, xả ra thay bỏ nước. Châm nước mới vô. Là ok nhất.
xong.